Thưa quý vị, liên quan đến vụ đấu giá mỏ cát tăng 308 lần ở thị xã Điện Bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nhận định đây là vụ đấu giá không trong sáng và đang vào cuộc điều tra. Lực lượng công an đã thu thập tài liệu xác minh kết quả trúng đấu giá mỏ cát từ 1 tỷ 200 triệu đồng lên tới 370 tỷ đồng, đặc biệt xem xét đơn vị trúng thầu có đảm bảo năng lực tài chính hay không. Bởi với mức giá đấu cao ngất ngưỡng như vậy chắc chắn là bất thường. Thời gian qua ở các địa phương có một số doanh nghiệp đấu trúng mỏ cát với giá cao nhưng sau đó đều bỏ cọc. Kết quả đấu giá cát cao không tưởng này đang gây xôn xao cộng đồng doanh nghiệp xây dựng, khoáng sản và người dân vì giá trúng thầu lên đến 2 triệu 300 ngàn đồng một mét khối cát. Trong khi giá cát mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt ban hành là 150 ngàn đồng một mét khối. Như vậy sẽ dẫn tới việc đẩy giá cát lên cao, phá dở thị trường, gây mất an ninh.